Thưa sư, mình chơi đánh đề cờ bạc đỏ đen, tiền mình thắng trong những trò chơi đó có phải là phước của mình không? Và phước tốt có chuyển sang xấu không? Ví dụ mình bố thí tứ vật dùng, những vật tốt đến chư tăng thì sẽ cho quả tốt phải không? Quý vị đừng có hiểu lầm về nghiệp và quả của nghiệp ha. Một cái thực tế đó là hầu hết, mà nói tất cả thì nó cũng không sai, những người mà chơi cờ bạc đỏ đen đề đóm thì cái cuối cùng của họ đều là tán gia bại sản, tài sản của họ đều hết sạch. Thì như vậy đó, họ không thể nào mà họ lý luận là tôi chơi đề, tôi chơi cờ bạc thì tôi trúng thì nó là cái phước thiện của tôi, mà tôi không trúng là nó là cái ác nghiệp của tôi. Thì cái kiểu lý luận đó nó kỳ cục lắm. Và mình nó sẽ mang cái tính chất là đổ thừa, không có nên như vậy. Trong kinh Giáo Thọ Thích Ca Lao Việt ấy, Đức Phật nói cờ bạc là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ, tức là gây ra sự mất mát tài sản, gây ra những cái điều nguy hại đối với chính cái người mà cờ bạc. Thành ra là mình không có nên lý luận cái kiểu là mình trúng chơi cờ bạc chơi đề mà trúng là thiện nghiệp, rồi mình thua nó do ác nghiệp thì nó kỳ cục lắm. Đức Phật đã nói cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến sự mất mát tài sản, dẫn đến sự sụp đổ của gia đình, của chính bản thân mình, của cái uy tín danh dự của mình. Đấy. Và là cái nguyên nhân để sụp đổ gia đình. Cho nên ấy, bản thân cái việc cờ bạc nó là ác nghiệp. Thành ra là mình không có nên để cái tư tưởng như vậy, nó không có tốt. Rồi nếu như mà quý vị dùng cái tiền mà cờ bạc đó để quý vị đi quý vị cúng dường ấy, thì Đức Phật cũng không có khuyến khích. Mà nếu như chưa tăng biết, những vị tỳ kheo mà các vị đó biết á, là cái tiền mà quý vị cúng dường á là có do quý vị cờ bạc mà có, thì những vị đó cũng sẽ không có sử dụng, không có nhận. Bởi vì cái tiền mà quý vị kiếm được á, nó là tà mạng, nó không phải là chánh mạng ha. Thành ra nên hiểu cái chuyện đó. Rồi quý vị làm sẽ nhớ đến một người mà vị này đó, sau khi mà đi dân y, dự những buổi lễ dân y, cúng dường y phục đến chư tăng, rồi phục vụ giúp đỡ, cuối cùng thì trúng đề, trúng bao nhiêu sẽ không biết, phải nói là sẽ không khuyến khích chút nào hết trơn. Bởi vì bản thân cái việc mà mình chơi đề đó, nó là tà mạng, mà cái tiền mà mình trúng được ấy thì nó cũng là cái lợi nhuận có được do tà mạng mà có. Nói chung là đụng vô phỏng tay ấy, cho nên là không có khuyến khích, không có nên chơi mấy cái đó ha. Do đó đó, khi mà muốn bố thí cúng dường á thì cái quý vị có nhớ một cái lời tắc bạch đó là gì? Những thực phẩm này của chúng tôi làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo, tức là tôi có được những cái tài sản này đó để tôi cúng dường đó thì nó đúng với đạo, nó không có trái với đạo. Tôi có được là nó là chánh mạng chứ nó không phải tà mạng.
Thì khi quý vị tác bạch như vậy đó thì chư tăng yên tâm mà thọ nhận. Chứ còn quý vị tác bạch đó là cái tài sản này của chúng tôi làm có được do đề đốm, có được do trộm cắp, có được do phạm giới, thì xin thưa là không ai dám nhận.